nhạc vũ nằm trong căn gác điều hiu. Ôi tiếng hát xuân sao của một buổi chiều trời mưa không dứt ô hay mình vẫn cô liêu chiều chủ nhật thu nằm trên căn gác điều hiu. Nghe tiếng hát xuân sao của một buổi chiều bạn bè rời xa chẳng chiều bơ vơ còn đến bao giờ. Cô ơi, tỉnh dậy đi cô. Cô uống chút rượu cho ấm cho cô. Để tôi lấy bếp lửa ra hơi cho cô ha. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Cô à, đây là nhà của tôi. Mà cô thì ngất xỉu ở ngoài mưa, rồi tôi mới đem vô nhà tôi đó. Tuấn à, gì vậy con? Dạ thưa má, cô này bị cảm mưa, ngất xỉu trước nhà mình đó má. Là phụ nữ má cho cô mượn bộ đồ đi, rồi má thay đồ và thoa dầu cho cổ giùm con. Cô tỉnh rồi không sao đâu má. Mai mà cô đây gặp con tôi sớm, không thì cảm lạnh mà còn dầm mưa nữa, có nước tiêu luôn rồi đó. Cô ơi, cô uống miếng nước trà gừng cho ấm đi cô. Rồi có thể nào cô kể cho mẹ con tôi nghe vì sao mà cô phải dầm mình trong mưa to gió lớn như vậy? Cảm ơn, tôi khỏe nhiều rồi. Thưa bác và thưa ông, nhà tôi ở nhà miền khổ xa các đất sớm mồ côi tự thấu mười tám tuổi đầu phải đùm đau với người con. Tội nghiệp chưa? Tội nghiệp quá ma. Chưa môi lớn sao dường nỡ đem trầm qua sâu xa, sao đành tâm muôn cầm sao đã sanh con người có cương thường. Cương đời ai qua đời luôn, lắm tang thương gầy gánh đơn dài, công bằng đâu hỡi người ơi, kẻ như hoa người giống trong bèo. Dài nắng dầm thân gái bơ vơ không nơi đường cửa cây chờ. Tôi đã lê thân tìm một chỗ làm những người ta nhìn tôi đều lắc đầu không. Đôi sức chịu đựng rồi nên cô ngất xỉu dưới cơn mưa. Nhưng nghe cảnh tình con mà ta cũng nghe đau lòng xót dạ. Hãy ở lại đây tạm nghỉ một đôi ngày, hồi phục sẽ tính sao con hãy nhận lời. Dạ thưa. Cô ơi đừng nói lời
lời từ chối vì hoàn cảnh của cô. Nếu thật như lời cô vừa kể thì cô đừng ngại ngần mà gặp chuyện không may. Lòng dạ của mẹ con tôi chân thật, xin cô đừng nghĩ ngại, dẫu rằng cuộc sống điên đảo dài, con người ta muốn sống yên thân, đừng nên có nhiều lòng nhân ai cứu giúp người ta, có khi còn gây tai họa cho mình. Nhưng mẹ con tôi sẽ quyết không vì e sợ mà bỏ chuyện bất bình. Điều trước nhất là cô yên tâm dưỡng bệnh cho mau bình phục, khi đã mạnh lành lúc đó tùy cô ở hay đi. Hai cứ ở lại đây đừng e ngại điều gì, cô phải nhớ mạng một con người là quý nhất. Cô đừng nghĩ mẹ con tôi năng nỉ là có giả tâm, chẳng qua là không đành tâm bỏ chết một con người. Không không, cả thưa bác, thưa ông, tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy đâu, nhưng con chỉ sợ. Có gì mà con phải sợ chứ? Dạ. Đời con như bèo mây không ngừng phiêu bạt, thân bèo mây ôi xa xưa. Dù cho mây bèo trôi đời siêu lòng, nhưng giờ đây vui nhìn mệt mỏi. Mẹ con tôi không sợ liệu quyền sau câu cứ ngày, hãy ở lại đây đừng khách sao mà làm chi. Mặc dù bác già ông đã rộng dạ ban ơn, không suy tính đắn đo, không tính thiệt sâu, nhưng người xưa dạy kẻ thiên thì không từng nhớ, nhưng kẻ thọ ơn phải biết điều chẳng dám đào quên. Cô đừng ngại, má tôi không có con gái nên thấy cô má tôi vui lắm. Cô ở lại đây không có gì phiền cả cô à. Đúng là như vậy, bác chỉ có một đứa con trai, mai đây... Thôi bây giờ khuya rồi, má đưa cô ấy lên lầu ngủ với má một đêm nha má. Vậy đi. Con tên chi? Dạ thưa con tên Thu. Thu? Dạ. Con theo bác nha. Dạ. Dạ chào ông, chúc ông ngủ ngon. Cảm ơn cô. Ủa cậu Tấn, sao năm nay cậu về sớm vậy? Theo lời yêu cầu của gia đình, tôi sắp xếp năm nay Khải và đám bạn tình nguyện thay tôi rồi. Lan Anh tới chưa anh? Dạ rồi. Con Thu đâu? Em đây nè. Áo lạnh của anh em đang rồi nè. Trời lạnh lắm, anh mặc áo vào đi. Em lo cho anh nhiều quá, anh không biết làm sao để mà đền đáp đây. Người phải trả là em. Em nợ má, nợ anh nhiều lắm, mà em lại lấy quán trả ơn nữa. Em trả đâu có nổi đâu anh. Thu à, em nói gì vậy? Thu ơi. Dạ. Gần 12 giờ rồi, con vô coi qua thức ăn rồi cho dọn lên đi con. Ý lạ quá, ở thành phố mà có cú, mà cú nó kêu 3 tiếng đi. Cú kêu 3 tiếng? Thôi thôi, con xin phép nha. Thu à, em chạy đi đâu vậy? Thu, đừng chạy, đừng lại em à. Ai đó, ai đứng đó đó, đứng lại, đừng chạy tôi bắn. Chết rồi, cậu ơi có ăn cướp, cậu ơi có ăn cướp. Đừng sợ, tụi nó không thoát đâu. Con Thu đâu rồi? Thu! Thu ơi! Trời! Thu! Thu! Sao vậy nè?
sao con nỡ bỏ má? Tuân, con Thu nó lại có súng vậy? Mời, con đã xem xét hết đồ đạc trong phòng của Thu, nhưng lại sơ suất không để ý đến mấy cục len. Anh Ba, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Dạ dạ dạ. Alo. Thu ơi, alo. Sao dạy dột quá vậy Thu? Thu, sao em lại làm như vậy? Má, anh Tuân, chị Lan Anh. Má ơi, con không là con chim hoang đạo, nhưng trong đêm giáng sinh, trong giây phút này, con muốn được xưng tội. Thu, con có tội gì mà xưng? Có chứ má. Anh Tuấn, chị Lan Anh nè, chú Ba nữa, hãy làm linh mục để nghe con xưng tội. Không, con. Con chim sắp chết kêu lời thông thiết, con người sắp lìa trần tiếng nói rất chân thật bi thương. Mấy tháng nay con đã lừa dối mọi người, con là một trong những băng đảng bất lương. Theo lệnh chúng con trà trộn vào đây, âm mưu cướp của giết người, giết anh Tuấn nè má ơi. Trời ơi, thật vậy sao con? Nhưng vào đây tình mẹ của má, tình yêu của Tuấn, à không, xin lỗi chị Lan Anh, chỉ có em yêu anh Tuấn thôi. Những tình cảm yêu thương chân thành không dù lời đã tự quán cài hồn con, khiến cho đêm Giáng sinh hôm nay con thấy mình không đáng sống ở trên đời. Tội công cướp của giết người, mà những người đó đã cho tôi yêu sống. Vừa biết yêu đời là tôi không kịp hưởng niềm vui. Chị Lan Anh, xin chị hãy tha tội cho tôi, không ngăn được sự vô lối. Em đã yêu anh tôi, em xin chị đừng tiếp với người sắp chết. Hãy cho phép em một lần nhắm mắt thỏa nguyện. Ý của cô muốn thế nào? Em muốn mượn thêm dòng tay anh Tuấn cho em được nằm trong đó và nghe tiếng anh ru để em đi. Được rồi, em nằm trong vòng tay. Đỉnh sầu mà trời luôn cao ngất thương đau, bao lâu ân ái chưa đầm màu, còn là cay đắng giết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn như lửa phai tàn dần, tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày ngày hơn. Rồi, Tuấn ơi, nó mỉm cười kìa. Tu em. Ôi, tình yêu là vùng trời bất tuyệt. Ôi, tình yêu là dòng sông dính biển. Ôi, tình yêu là niềm đau vô tận, là địa đàng, là thung lũng trăng sao, rồi quãng tàn, rồi nổ nhớ. Ôi tình yêu là mật ngọt hiềm nguy, ôi tình yêu là một người tìm đi, một người tìm quên, người hờn hờ, người thương nhớ bơ vơ.
ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết gì là mơ nên lòng nước nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên thuyền chưa đổ bến, nèo bố ma tiên. Dịch biệt quyền trăm ơi, anh đã gây nhiều tội lỗi với em và con, anh không xứng đáng làm chồng làm cha. Dịch biệt em. Anh Tâm, em đứng đó, đứng đó, đừng bước lại gần anh. Anh Tâm, 3 năm trời anh bỏ mẹ con em đi biệt biệt không một lời từ giã. Em có lỗi làm gì sao anh không nói, lại lặng lẽ ra đi như vậy chứ? Châu à, em không có lỗi gì cả. Người có lỗi là anh đây, là anh nè. Anh đã bỏ đi vì thấy rằng mình tệ quá, vì em là kim cương còn anh là sỏi đá. Anh Tâm, Tâm ơi, anh nói chi những lời đớn đau chua xót đó. Anh quên rồi sao? Hai chúng ta đều mồ côi mẹ cha. Lạc loài trôi nổi anh nuôi em ăn học. Nắng mưa nhọc nhằn anh đảo cố kể, hy sinh chịu đựng ngoại nghĩa vợ chồng em còn mang nặng thân anh không hiểu sao mà đêm dài đi đây. Mình đôi em tha thiết xin mình đừng nghĩ càng cùng để em chịu bơ vơ. Em đừng khóc nữa. Cách đây 3 hôm anh có lẽ về thăm nhà, lúc em vừa dỗ con ngủ xong anh túng đến nhà. Em và anh ấy trò chuyện đến khuya, anh đã nghe không sót một lời, càng hiểu anh càng kính trọng vợ hiền, tự xét mình thật chẳng ra chi. Anh giờ là một tội nhân sống chết lúc nào, cứ kể như anh đã qua đời. Từ 3 năm về trước em có quyền tay giá, anh cũng anh rất yêu em và con cũng cần có chỗ tựa. Duyên mình hẹn kiếp sau. Anh đã quyết định à? Em à, anh còn đường nào để chọn ngoài cái chết? Em có biết 3 năm anh xa em, anh đã làm gì không? Buôn lậu, đâm chém, nằm trong một tổ chức bị loại ra dòng pháp luật, nghĩa là anh có thể bị giết bất cứ lúc nào. Em, anh cảm ơn em còn nghĩ đến anh. Em về đi, anh không muốn em chứng kiến giờ phút kết liễu sinh mạng của anh. Anh làm anh chịu, anh không để cho họ bắt anh đâu. Khẩu súng này đạn đã lên nòng sẵn, chỉ chờ khi họ bước vào là anh sẽ nổ vô đầu anh để giải thoát. Nếu anh còn con đường sống thì sao? Thì tù đài một xương khổ còn hơn cái chết. Anh nghĩ vậy à? Đó là sự thật em à. Em hãy về đi, và em hãy coi như cuộc gặp gỡ này không có. Thôi được, nếu anh đã quyết định bỏ mẹ con em mồ côi, cô độc thì mẹ con em cam chịu. Em chỉ xin anh một điều là cho em được đến gần anh, hôn anh một lần cuối. Anh Tâm,
có biết là em yêu quý anh nhất trên đời này không? Châu, 3 năm nay em luôn tìm kiếm mong anh, xóa hết mặc cảm tự ti, về sống với mẹ con em để gia đình mình được đoàn tụ. Châu à, anh ơi, gỗ trặc cẩm lai dù tốt quý bao nhiêu, nếu chưa qua chặng trổ tinh chi thì nó cũng chỉ là cây cùi. Nhưng nếu được qua tay người thợ điêu khắc tài, qua khổ công gọt giũa, nó sẽ thành tượng đẹp tượng thiên để người chiêm ngưỡng tôn thờ. Em có sự nghiệp ngày nay, có công anh dũng đất tài bồi. 7 năm em lên Sài Gòn trọ học, là 7 năm ở quê nhà anh dồi nắng dầm mưa. Ba má mình sớm qua đời để lại có lời tin ước, mình coi nhau như vợ chồng từ ngày tuổi em mới 15. Anh nói anh tối giả phù khờ, em sáng giả thông minh, chữ nghĩa công danh riêng dành cho em. Ban ngày làm lúa, giăng câu, đóng đăng giăng đó, ban đêm mới tìm thầy học võ, để sao về làm chồng có miếng bảo vệ cho vợ con. Chuyện đời xảy ra đâu có giống như là mình nghĩ. Hồi anh làm ra tiền nuôi em ăn học, anh thấy hân hoan sung sướng vì đàn ông phải giỏi văn để đừng bóc vợ con mình. Chừng em nuôi ngược đến đền công anh, bấy lâu cực khổ anh lại buồn phiền. Bởi vậy chồng hơn vợ không sao, chứ vợ hơn chồng thành đôi đùa lệch. Mặc cảm lớn dần rồi xanh bóng gió ghen tương, vì nông nổi trong cơn say anh đã đánh em ngất xỉu. Hối hận đã muộn màng anh mới trốn đi luôn. Có ngờ đâu vì muốn có tiền đã xa vào hốn thầm, muốn quay đầu mà chẳng có lối ra. Chuyện đã qua làm sao nếu kéo lại được. Em chỉ muốn biết là anh có còn thương em như ngày xưa không? Chứ riêng em thương nhớ anh nhiều lắm. Quyền Châu, em anh Tâm, anh yêu em nhiều lắm. Anh dạng ra. Quyền Châu, em làm gì vậy? Em phải trả súng lại cho anh. Anh đứng lại đó. Trả súng lại đi. Đứng lại. Trời ơi em à, nếu anh bước tới, viên đạn đầu tiên sẽ xuyên qua đầu em ngay. Quỳ Châu, tại sao lại làm như vậy? Anh Tâm, nếu anh muốn chết lìa bỏ mẹ con em. Giải thoát cho mình đã có
lòng tốt mà cứ làm sai gây hậu quả khó đoán. Cuộc đời dù là gian thân trong lao lý, miễn em được vui lòng anh có kể chi thân. Đời anh tiếp nối sai lầm khổ lụy đến em, quá xấu hổ nhục hèn anh mới sanh liều mang. Quyền Châu ơi, tin lời anh hứa cho anh cơ hội mong manh đời đành nợ ân. Hằng em, anh xin thề mà, Quyền Châu ơi, hãy bỏ xuống xuống đi. Bây giờ em biểu anh làm gì, anh cũng làm hết. Em bỏ xuống xuống đi em. Từ bóng tối bước qua vùng xa, nó không dễ dàng mà đầy dây chân gai. Nhưng mẹ con em lúc đầu cũng kề cận bên anh, luật pháp công minh lòng người. Lại chính mình chính bản chất. Em vẫn kiên tâm chờ đợi niềm mơ, nâng sơ già xâm hộp gia đình. Vợ mãi bên chồng con trẻ có cha, hạnh phúc ấy với em là duy nhất. Trích đoạn Mối tình ngang trái của Đăng Minh với Châu Thanh Cẩm Tiên. Nhà em có giang trước ngõ, tường thật là cao, có ghế leo kinh ngoài. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thơ đèn dầu thấp, gió lùa vào tường đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, người thăm mong được đưa đón chân em. Thuộc ta anh còn chẳng tài hoài, tránh đèn nơi chữ giấc nên lận đơn giá trôi. Đôi ta đứa đầu sau cuối sầu, bao nhiêu cánh trời mình em ơi. Đôi khi thấy lòng buồn ngẩn ngơ, muốn gọi lời cùng ai, nghĩ rồi cắm nín hỏi. Đôi khi thấy lòng buồn ngẩn ngơ, muốn gọi lời cùng ai, nghĩ rồi cắm nín hỏi. Con hai. À, anh Nghĩa, anh mới về đấy hả? À, ngồi chơi, uống nước đi anh. Cảm ơn cô, tôi xin lỗi cô hai. Trời ơi, anh nói kỳ lạ quá vậy, cái gì mà xin lỗi? Tại vì nhà của tôi đó, mà tôi chưa kịp mời cô uống nước, cô đã mời tôi. Tôi xin lỗi cô. Em quên. À, anh biết không, à, nghe bác bệnh á, cái em qua em thăm anh đó. Ủa, sao ngộ vậy? Nghe bác bệnh mà em tới thăm anh là sao? Tại vì anh nuôi bệnh, bác bệnh là cái anh nuôi bác bệnh á, thì em biết là anh biết sức khỏe của bác cho nên là em hỏi anh vậy đó. Cảm ơn cô. À, má tôi hôm nay đã khỏe nhiều rồi cô hay à? Yeah. Chắc là chiều nay má tôi xuất viện đúng không? Dạ. Yeah. Cô biết không? Tôi đi làm xa, căn nhà này rất lạnh lẽo cũng như là nhà quan vậy đó. Anh Nghĩa à?
từ đây sắp tới anh đừng có gọi bằng cô hai nữa nha, anh gọi em bằng tên đi, chứ anh gọi em bằng cô hai hoài em buồn quá. Vậy là tôi gọi bằng tên hả? Dạ. Nếu cô cho phép thì tôi sẽ gọi. Em có chuyện này muốn nói với anh mà không biết anh có đồng ý hay không nữa. Chuyện gì hả Trâm? Anh nghĩ anh cho phép em nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm sự cô đơn trống trải của căn nhà này có được không anh? Trâm à. Dạ. Phí công lắm em ơi. Anh về nhà của anh gió lòn mưa lọt, ngọn lửa của em không giúp gì được anh đâu, anh chỉ sợ rằng làm phiền cho em thôi. Anh Nghĩa, anh đừng có nói như vậy, không có sao đâu, anh đừng có từ chối, một chút gương cũng không được nữa sao anh? Trầm biết, anh mặc cả nên đối xử dửng dưng cách biệt với Trầm, chứ lòng của anh ấy thì... Anh cảm ơn Trầm đã nghĩ tốt về anh. Anh hy vọng rằng lần sau... Em sẽ đến đây thường xuyên chăm lo cho bác, an ủi và làm bạn với anh. Không được đâu chồng ơi. Sao vậy anh? Vì sao? Vì sẽ có rất nhiều chuyện không ai đến với chúng ta. Trầm à, dạ. Đây là lời cuối cùng. Anh khuyên em đừng đến nhà anh nữa. Anh Nghĩa, anh đuổi em mà. Trầm. Dạ. Tôi đâu phải là cỏ cây vô tri vô giác mà không thấu hiểu ẩn tình sâu kín của em. Trầm ơi, một mai lá đơn sơ, một mối tình nghèo sẽ sụp đổ rã tan bởi khốn cùng thiếu thốn. Trầm biết không? Có những đêm giật mình tỉnh giấc nửa khuya, cơn gió lạnh vô tình len vào thịt da, rờn rợn mái lá trên danh dắt phên kêu sạc xào như nhạo treo kẻ cô đơn gối lành chăng buồn. Tôi phân nghèo trong chân chút đau hước đời thương, một tình yêu bé nhỏ như xa xôi nó ở ngoài tầm với đôi ta. Anh Nghĩa à, Trầm với anh đồng bình tương lân, còn tính so chi cho xa rời nghĩ suy. Thật sự cảm thông ngài chi thấm cao cho ngỡ ngàng đi lòng em mở ngỏ. Trầm mà biết bao chuyện không ngờ đang đợi chờ đôi ta, Trầm ơi đã đi trước khổ sầu, thì ngay lúc đầu tiên chúng ta nên tranh manh áo chưa lành, tôi nào dám nghĩ đến tơ duyên. Thiệt son biến thành kẻ đuổi hình bắt
ơi tê buồn chơi dời trong ư không nát linh hồn thân em vô duyên tuổi anh thân tờ đây chung tình tình sầu trong tim bước qua đi nặng ba nỗi ưu tư trời buồn mây xa lối về âm u Trầm anh Trầm hiểu cho anh tôi biết mà anh không có thương tôi trâu đi tìm cột chứ cột nào tìm trâu anh không có ưa tôi mà Trầm à cho anh lao giọt lệ buồn anh tình đậm đà suốt đời lòng anh ghi nhớ phải đau vô tình mà không sao xuyến tim rung thấp cao sang hèn trăm ơi làm sao sang lấp bấy nhiêu tuổi sầu vỡ tan chết mình tình cảm nên thôi tôi thôi đi về tháng ngày nàng buồn chôn tình vào trong quá khứ anh yên lòng mà vui cuộc sống riêng anh tiếng yêu không thành lòng anh càng thêm buốt giá nói sao cũng rồi chuyện mơ bến mộng con đâu Trầm ơi nhìn mặt nước phàn yên ai dám bảo dưới lòng sâu không có sông chúng ta đã đem gió bão yêu đương quấy động sự êm ả thành thơi của một thời vô tư phiền chưa vướng bằng bình lặng nội phong ba biết đâu lường hậu quả có chắc tôi được yên tâm khi cô lầm lũi bước quay về thấy lòng anh càng thêm u ẩn đắng ngần niềm vui được yêu thoáng qua rồi tan biến còn lại nỗi buồn trong vắng mênh mông Trầm ơi gia cảnh của anh bình thường nó đủ như người ta thì anh đâu ngại để mình đi vào nghèo nắng cách anh nói dối khi lòng anh nghĩ thật mâu thuẫn vẫn có đại nghĩa hành hà tại sao chúng ta không tin vào sự chân thành tại sao chúng ta phải sống trái với lòng mình vì bây giờ đồng tiền liền với nghĩa người ta thích sự hào nhoáng bên ngoài hơn là quý trọng sự cao quý trong tâm hồn chẳng lẽ những điều tốt đẹp sẽ không còn tồn tại trước sức mạnh của đồng tiền sự thật cuộc đời là như vậy tôi không biết giải thích thế nào để cho Trầm hiểu được anh Nghĩa được nhân gian để những gian nào ai chưa qua chứ phải là người trong thói đời cười ra nước mắt khi trắng tay gọi nhau bằng hữu giờ vào sáng không kẻ thân giao còn gian dối cho nhau tiền xa ta tình cũng xa ta nên riêng ta cứ thủi một mình đôi mắt nào nhìn hướng vỡ nát như xót xa hiện trong tiềm thức đoạn đường đau ta đã đi qua lòng tê tái trong khói đời Nghĩa ơi anh đừng nhìn đời bằng đôi mắt đi nang ngờ vực còn có con người là còn nhân tình nhân nghĩa với nhau em đến với anh bằng tấm lòng bằng sự tình yêu ta cùng nhau vượt qua sóng gió nhưng Trầm ơi cuộc đời không đơn giản có khi phải trả giá bằng sinh mạng của mình đã chọn anh một lần duy nhất
có gì ngăn trở cách chia. Nếu phải chết vì tình yêu chung thủy, em sẵn sàng không một tiếng than vãn. Miễn sao ước nguyện đạt thành mất, còn nào có nghĩa gì với em. Tay bưng quả nếp vô chùa, thắp nhang lại Phật, xin bùa cầu duyên. Chị ơi, ngày rằm tháng giêng lễ chùa đã qua rồi, nhưng chị thì không quên lời nói chơi của em. Chồng chị, chồng em phải giống nhau, giống từ dốc dáng, tướng đi, và giống luôn cả tính tình nữa. Chị Phương Thành ơi, em có ngờ đâu lời nói chơi kia đã trở thành sự thật. Khi em bị bắt lên chiếc vòng hoa để mãi mãi rời xa bến nước Đông Hồ, em thương anh Tô Châu với tình mộc mạc quê mùa. Mà Tổng Trấn không ngờ thương em là dẻo tay hoa, em cũng đành số phận của kiếp phù dung. Em về đây với chiếc áo cưới màu xanh nước biển, em muốn tự tay em mặc áo cưới cho chị ngày hôn lễ. Chị Phương Thành, em nợ chị ân sâu, mà thay em săn sóc cho mẹ già. Chị hãy để cho em mặc luôn cho chị ngay bây giờ nha chị. Xuân tử em ơi, ngoài bác Hải Lâm còn có bà con sông Lưới, sông đầu trên cũng như sông dưới. Khi nói về anh Tô Châu, điều ngợi con trai chất phác hiền lành. Em biết không, ai cũng bảo anh xứng đôi với con nhỏ Phương Thành. Nhưng nghĩ lại, chị là cô gái nghèo côi cút, thưa thớt tính tình, lời nói ít bãi bui. Gái xóm chài chỉ biết xẻ khô bắt nga, đầu ít đội khăn nên tóc khét nắng mưa. Ngày anh chê chị là cô gái quê mùa, cưới về ba bữa thì anh đuổi xô ra đường. Chị Phương Thành, tánh của chị vẫn hồn nhiên như thời để chọn. Nghe lời thật thà, em thương chị biết bao nhiêu. Chị mồ côi nhưng cả làng đều nuôi dưỡng. Riêng em có bao giờ coi chị cục côi đâu. Đi lễ chùa, chị em mình cùng bưng quả nếp. Khi cầu duyên cùng ước nguyện như nhau, vì trái ngang em gian dở chuyện trầu cau, thì chỉ cứ tưởng lời em ước nguyện là mong sao chị sớm được tình yêu và hạnh phúc.
tròn. Vị hôn phu của em là chồng chị đó, anh Tô Châu cũng thương chị bởi cái tính thật thà. Chị thương em hãy săn sóc mẹ già, một lại này em đã tạ ơn sâu. Bình minh nối tiếp hoàng hôn, chuông phù dung từ mãi còn ngân